Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi cơ quan thống kê dân số, tức là 2020census.gov. Quý vị nhớ vào website này để tìm hiểu thêm chi tiết, và mỗi gia đình đều phải điền vào mẫu đơn của thống kê dân số. Mỗi gia đình chỉ cần điền một mẫu đơn mà thôi cho tất cả những thành viên trong gia đình của quý vị, kể cả những người thuê nhà của quý vị. Quý vị nhớ nhé. Và tiếp đến nữa là Tâm Đăng Shop, tọa lạc ngay ở trên đường Bonsa góc với Moran. Và Tâm Đăng Shop thì có hai dòng sản phẩm D1 cũng như D-Radio Support rất là tốt để phục vụ cho quý vị. Nên mời quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm Đăng Shop và đón xem talk show mỗi ngày thứ ba và thứ sáu. Riêng ngày thứ sáu này thì có luôn 2 tiếng đồng hồ từ 5 giờ cho đến 7 giờ để tháo hồi quý vị mua sắm cùng với Tâm Đăng Shop. Mời quý vị gọi đến số phone 1888-376-6768, 1888-376-6768. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến nữa thì quý vị nào cần refinance nhà của mình để mình có phân lời thật là tốt, nhất là trong thời gian này, thì mời quý vị liên lạc với anh Donald Trần. Dạ vâng, nếu mà quý vị có bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến địa ốc và tài chính, xin quý vị gọi thẳng cho tôi ở số điện thoại tay là 714-553-8404. Nhân dịp này tôi cũng xin đính chính lại cái buổi phát hình của tôi điểm báo vào kỳ trước. Có thể tôi nói trong cái bản tin mà tôi nói ông Phó Tổng thống Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Joe Biden là ra ứng cử, và ông là người ra lệnh nếu mà có bắn thì bắn vào chân. Nhưng mà có thể tôi đọc lầm là Bin Laden, nhưng mà thực tình là xin đính chính lại là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã ra cái lệnh này, chứ không phải là cái ông đi mình lên được. Dạ chắc là không phải rồi. Dạ xin lỗi cùng quý vị và mong quý vị thứ lỗi cho. Dạ, và tiếp đến vẫn là những bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin liên quan đến Philippines. Dạ, khi mà Philippines đã có một tuyên bố sẽ không chấm dứt những cái sự liên kết về quân sự với Mỹ trong bối cảnh đang căng thẳng ở Biển Đông. Đây là một tuyên bố rất là rõ ràng và minh bạch của Philippines đối với lại chủ quyền của họ tại Biển Đông cũng như sự liên kết về quân sự với Hoa Kỳ để mà tranh thủ được cái sự giúp đỡ tại Biển Đông khi mà Trung Quốc ngày càng bành trướng tại đây. Philippines đã bắt đầu đảo ngược quyết định của mình. Lúc đầu thì họ có vẻ như là chần chừ để mà muốn tự mình giải quyết cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà bây giờ thì lại thay đổi là không có muốn chấm dứt cái sự liên kết và thỏa thuận quân sự với lại nước Mỹ khi mà căng thẳng của Trung Quốc với lại và Trung Quốc cũng như là vấn đề Biển Đông thì đang nóng lên. Ông Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định giữ lại thỏa thuận lực lượng tham quan, tức là VFA, đối với nước Mỹ trong bối cảnh mà phát triển chính trị cũng như các vấn đề khác trong khu vực đang ảnh hưởng rất là nặng nề, và vấn đề Biển Đông thì đang ngày càng nóng lên. Chính phủ Philippines đã đưa ra thông báo 180 ngày của Hoa Kỳ để mà chấm dứt thỏa thuận vào tháng 2, nhưng mà cuối cùng họ lật ngược lại, họ lại thay đổi. Bây giờ mới cảm thấy rằng nước Mỹ là một đối trọng, cần phải có sự hiện diện của nước Mỹ tại Biển Đông. Cho nên là lúc này là họ đã bất ngờ thay đổi cái quyết định của mình, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì quý vị biết là lúc trước á, là cái người mà giết ông George Floyd á, thì ông này chỉ có một người bắt thôi. Nhưng mà hôm nay người ta đã bắt thêm 3 người nữa và tăng cái độ phạt của ông cảnh sát mà đã giết chết ông George Floyd này lên hàng, tức là second degree murder, tức là tội giết người ở trước là cái thăng bước thứ 3. Dạ đúng rồi, giết người 2. Ở cấp độ 3 xong rồi bây giờ là tăng lên rồi. Dạ. Đúng rồi, thành ra tức là tăng lên để cho biết rằng là người ta cũng quan trọng lắm, người ta không thể nào mà để cái chuyện này ấy. Và ngoài cái chuyện đó ra thì 3 cảnh sát kia cũng bị bắt luôn, tức là không nói team là 4 người luôn. Thì bây giờ 4 người là đều bị bắt để cho người ta có thể calm down xuống, chứ hồi trước thì cứ bắt xong rồi xử xong. Với lại như hôm kỳ trước mình có nói là nó có cái trường hợp là có cái luật đó, là nếu mà cảnh sát mà bắt cái đó thì thường thường là không có charge,
cho ông cảnh sát đó, đa số là nó bênh cảnh sát và nó ấy người dân. Nhưng mà nhiều. Nếu như mà trường hợp này đó mà viên cảnh sát cho bênh là cái người mà đã được nhìn thấy là chính thức dùng cái chân đè lên đó, mà nếu như mà gọi là không có bị track hoặc là track ở một cái mức độ quá nhẹ thì chắc chắn là sẽ gây phẫn nộ nhiều, cho nên là đây sẽ là một cái chuyện mà phía giới cảnh sát sẽ phải giải quyết vấn đề này một cách rất là nặng nề. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là Hoa Kỳ đã chặn các hãng hàng không của Trung Quốc bay vào nước Mỹ. Chính phủ của Hoa Kỳ sẽ cho biết là họ sẽ gọi là ngăn chặn các hãng hàng không của Trung Quốc bay vào nước Mỹ để đáp lại những gì mà nước Mỹ đã cho rằng là Trung Quốc đã ngăn cản các hàng không của Mỹ phục vụ giữa hai nước. Như vậy là tại vì Trung Cộng cũng đã cấm cản nước Mỹ bay vào không phận của Trung Quốc, cho nên là bây giờ nước Mỹ cũng làm lại y chang như vậy để mà cho có sự công bằng. Các việc giới hạn của Bộ Giao thông sẽ có hiệu lực vào bắt đầu ngày 16 tháng 6, nhưng mà có thể được ban hành sớm hơn nếu như Tổng thống đã quyết định làm như vậy. Và chính phủ nói rằng là chính phủ của Trung Quốc đang vi phạm thỏa thuận giữa hai nước về du lịch quốc tế bằng cách ngăn hai hãng máy bay, đó là United Airlines và Delta Airlines, nối lại các chuyến bay xuyên đại dương. Giữa các hãng hàng không đã yêu cầu nối lại vào ngày 1 tháng 6, nhưng mà đã không được sự đồng ý của Trung Quốc. Và cho nên là bây giờ nước Mỹ đáp lại bằng cách là sẽ không cho các hãng hàng không của Trung Quốc bay vào trong không phận của nước Mỹ. Và nếu như mà có thỏa thuận lại thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái mà hiệu lực là bắt đầu cấm các máy bay Trung Quốc không được vào Mỹ là có hiệu lực vào ngày 16 tháng 6, nhưng mà có thể sẽ sớm hơn, thưa quý vị. Trong khi đó là ông James Mattis, người từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, đã trêu chọc ông Tổng thống trong một tuyên bố với The Atlantic hôm thứ Tư, là kêu gọi người Mỹ nên từ chối và giữ trách nhiệm của những người trong văn phòng, những người sẽ chế nhạo hiến pháp của chúng ta. Ông đã nói như vậy thì ông Trump đã phản ứng lên, là đã đưa ra lời lên án phòng của riêng mình trên Twitter vào cuối ngày thứ Tư, và nói ra rằng Tổng thống Obama khi đó đã loại ông Mattis là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương vào Hoa Kỳ năm 2013. Thì tức là ông nói là ông móc cái ông này, ông nói là có cái điểm chung giữa Tổng thống Barack Obama và tôi là cả hai đều có cái vinh dự sa thải ông Jim Mattis, là vì nhiều người đánh giá ông này rất là cao. Thì ông Tổng thống Donald Trump đã viết là tôi đã yêu cầu lá thư từ chức của anh ấy và cảm thấy tuyệt vời về nó. Biện danh của ông ấy là Chaos mà tôi không thích, và đổi nó thành Mad Dog. Sức mạnh chính của anh ta không phải là quân sự mà là quan hệ công chúng cá nhân. Tôi đã cho anh ta một cuộc sống mới, nhưng việc cần làm chiến đấu và để giành riêng chiến thắng, nhưng ta ít khi nào mà làm cho những cái điều đó. Thành ra như quý vị biết là bây giờ là ông Tổng thống Donald Trump làm thì hơn một chút, ông lên tiếng cái gì là bao nhiêu người biết hết và chống đối. Đó là cứ việc trust lên là bao nhiêu người biết rồi, bao nhiêu người vô comment hết. Nhưng mà kiểu sao thì đây cũng là một thể hiện một cái sự minh bạch, tức là muốn làm cái gì, muốn nói gì đều cho mọi người biết là ok, tổng thống của nước chúng ta đang nghĩ cái gì và đang muốn làm cái gì. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là các bệnh nhân nhiễm coronavirus đã phải sơ tán khi một cơn bão có tên là Cyclone Nasagra đã đổ bộ gần với lại Mumbai của Ấn Độ, thưa quý vị. Các bệnh nhân của coronavirus thì nằm trong số 100.000 người buộc phải sơ tán khỏi một khu vực ven biển nằm ở phía tây của Ấn Độ khi mà cơn bão có tên là Cyclone Nasagra đã tiến vào gần với lại Mumbai của Ấn Độ, và nó tạo lốc xoáy được hình thành tại bờ biển của Ả Rập vào sáng ngày thứ Ba, sau đó tấn công vào tỉnh Alibad phía nam của Mumbai. Ít nhất là có một người đã thiệt mạng khi mà bị luôn cả một cái bình điện cao thế rớt xuống người và ông ta tử vong ngay tại chỗ. Nhưng mà nhiều người phải được sơ tán khi mà cơn bão này đổ bộ đến. Và Ấn Độ vừa mới trải qua một cơn bão rất là mạnh thì bây giờ lại một cơn bão tiếp theo tấn công vào Ấn Độ nữa. Và trong số 100.000 người phải sơ tán là có những người bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Cho nên đây là một điều rất là lo ngại và người ta sợ là sẽ lây lan nhiều hơn. Nhưng mà hy vọng là mọi chuyện sẽ được kiểm soát một cách nhanh chóng. Trong khi đó thì người ta muốn hiểu là tại sao cái tổ chức gọi là Antifa mà có thể lẹ làng thúc giục người ta đi biểu tình được. Thì có một ông tên là Ben Bergwang, một phóng viên điều tra của tờ News của Mỹ, người đã nhiều lần đối đầu với Antifa và nhóm bạo lực khác, nhấn mạnh rằng phương tiện truyền thông xã hội là
người ta dùng cái đó để ta thúc đẩy bạo động, thành ra nó mới nhanh như vậy được. Chứ trước không có mạng xã hội thì cũng khó mà kêu gọi nhanh. Kêu gọi. Nhưng mà nhờ cái đó thành ra mới thúc đẩy được. Thì người ta nói rằng là ngoài cái chuyện đó ra, người ta cũng sử dụng những cái tờ rơi, tức là flyer, hoặc là bằng giấy, hoặc là email. Thành ra bởi vậy nó mới thúc đẩy người ta mới nhiều như vậy. Thì rất nhiều trong đó là phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại hoặc email. Họ sử dụng tất cả hình thức truyền thông để truyền bá một thông điệp bạo lực. Hơn thế nữa, sự ẩn danh trực tuyến làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và mất lòng của team hàng triệu người Mỹ đã có trên các phương tiện truyền thông và những các diễn viên khác đang kéo những chuỗi tranh trị đằng sau hội trường. Đó là ông Richard Mark, chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Hiến pháp và Cảnh sát Hòa bình, cho biết là như vậy. Dạ, và cũng dễ hiểu tại vì social media, người này share xong người kia share, mà một người share là tới mấy ngàn người coi lận. Giống như Facebook của Mỹ Linh hồi giờ, Mỹ Linh cũng không có phải là cái người mà thường xuyên post bài lên Facebook, cũng lâu lâu cũng post thôi, nhưng mà cũng đã có tới cả 1.000 người follow rồi. Thì huống chi là những người mà hay lên social media, mà hay theo dõi, thì như vậy là cái chuyện mà họ có mấy ngàn người theo, một cái post của họ là mấy ngàn người đọc là chuyện bình thường. Đó cho nên là như vậy là tạo thành, vô tình thành một cái làn sóng, hết người này truyền qua người kia một cách rất là nhanh chóng. Cho nên quý vị tưởng tượng kêu gọi biểu tình mới có ngày hôm trước thôi, ngày hôm sau là 5-6 ngàn người đi như thường. Đó cho nên là rất là dễ để mà có thể truyền đi thông tin vào thời buổi này. Cho nên quý vị để ý là những cuộc biểu tình giới trẻ đi rất là đông. Đúng rồi. Đông lắm. Mà toàn là trẻ không ạ. Dạ đó, cho nên là mới thấy được cái sức ảnh hưởng của social media. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến một cảnh sát tại Florida đã đẩy một người biểu tình quỳ xuống đất. Và tưởng đâu là cái chuyện mà cái người cảnh sát da trắng này đẩy một người biểu tình quỳ xuống đất sẽ trở thành một cái cuộc bạo loạn ngay lập tức đối với người biểu tình. Thì may mắn thay là có một người đồng nghiệp là một phụ nữ da đen đã bước vào và khiển trách cái người cảnh sát đó và giải quyết những người biểu tình. Và nếu không thì chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Như quý vị thấy là người cảnh sát da trắng bắt đầu có sự cự cãi với lại cái người biểu tình. Sau đó thì anh ta đẩy một cái người da đen xuống và quỳ xuống dưới đất. Đây chính là lúc mà gọi là nguy cơ có thể xảy ra. Nhưng mà may mắn thay là ngay lập tức là một người đồng nghiệp là phụ nữ da đen bước vào và giải quyết vấn đề liền và khiển trách cái người đàn ông này. Và cái cô này tên là Crystal Smith đã rồi giải quyết vấn đề và trở thành người hùng trong cái việc là giải quyết vấn đề này. Thật sự là đây là lúc mà nguy hiểm, cảnh sát nếu không xử gọi là sự giải quyết khéo léo đó thì chắc chắn là chuyện lớn sẽ xảy ra, vô tình làm cho những người biểu tình họ tức giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn. Nhưng mà may mắn sao là cái vụ biểu tình đó tại Florida đã được giải quyết một cách êm đẹp, và cái người sĩ quan tên là Stephen Bohorens sẽ phải chịu trách nhiệm và đang tạm thời là phải bị ngưng chức vụ của mình, thưa quý vị. Nhưng mà trước khi gửi đến cho quý khán giả bản tin của anh Donald Trần thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.